Đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm con cáo chạy nhanh. Đây là sản phẩm con cáo chạy nhanh nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tô một sản phẩm hà mã to. Đây là phần hà mã to. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Các bạn hãy vào xem sản phẩm này là gì đây. Sản phẩm voi Tây Nguyên nha các bạn ơi.
Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục cái động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là sản phẩm con giải cá các bạn ơi. Đây là con giải cá. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm con mèo cá. Mình sẽ đặt là con mèo mẹ. Và đây là sản phẩm của mình ngày hôm nay nha các bạn ơi, sản phẩm con mèo dễ thương. Như vậy là sản phẩm con mèo mẹ của mình đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây sản phẩm con giải cá của mình cũng đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn đây sản phẩm con mèo dễ thương của mình.